Nguyệt miền Tây xin chào cô chú mấy anh chị nha. Hôm nay hai mẹ con mình với bé Sương đi xuống sông tắm, sẵn mò mấy con dẹp lên nướng hành với nhà coi nha. Cái nhà ông đi với mình nha. Bữa nay lớn quá rủ mình đi mò ba con hết, mà không biết bữa nay kết quả sao nha anh chị. Bây giờ anh chị theo dõi mẹ con của em nha, đi mò hết nha. Rồi. Nhưng mà con thấy có mấy hang rồi, để con vô coi thử có cá không. Tao thấy nước bữa nay lớn chết rồi, rủ mình đi mò hết nữa. Để mình vô đây mình coi mấy cái hang có cá không nha. Rồi đi xuống rồi. Nhảy theo quỳ. Hay à. Tao theo tao tầm thao nha, mấy mày mò làm gì làm, tao lạnh lắm tao sợ nữa. Nãy giờ không có xuống sông giờ sợ quá. Hay da. Ôi. Sợ không? Sợ. Em xuống đó. Giờ mò gì bay không? Không xuống được. Ốc không mò mò bay. Lần kia dở lên mới được. Hang quá trời hang luôn cả nhà. Bị ra cái ghe nó chạy nó kéo thì mất tiêu chân.
Trời ơi, bây giờ mà bây giờ thì không có thấy gì hết trơn á. Nhớ cái bà. Con cả nhà
Trời ơi, vô mé này có đó Nguyệt. Nè, dòi mấy ăn con đó nè. Ông ba nói con mé nhóc chân kìa. Nè, mẹ kẹp lên đừng con nữa nè. Hay quá. Hết bự nhóc luôn. Hết bự không à. Dạ, dạ, dạ. Dạ, nó này, nó nè. Ôi, cái dòi mẹ con hết bự lắm luôn. Sao mẹ nó con xuống. Cái dòi mẹ nè, nó ngồi ngay cái dòi mày đạp nó mày lặn dưới rồi. Đó, đó, đó. Nguyên hai ba con luôn á. Nó lặn mất lấy giò đè đít nó. Con ngư đây nè, ngư này đứng ngồi to mình giò đó. Có hả? Có đó. Được chưa? Mất cái giò tôi dữ rồi. Lên lên. Làm mất cừ. Được chưa? Làm mất cừ quá à. Đắt không mà. Bà con ở nhà. Hết nè, mẹ có hết bự nữa nè. Giờ. Mẹ xúc. Được chưa? Mẹ nói là hết bự. Nhưng mà bắt lên lại cúi xài. Nhiều quá cả nhà. Giờ đi có con cá chê nãy bắt nè. Giờ mình đi lên mình tắm rửa lần chút xíu mình nướng hành cho cả nhà cùng xem mình nha. Giờ có lá chút đây nè. Chừng hai lá chút một xíu mình làm nước chấm. Đây mẹ cầm cho hết. Lạnh quá cả nhà ơi. Lạnh quá. Lá chút thơm quá cả nhà. Lấy tiếp chị đi, tao đem lên nhà cũng được. Nhiều không ta? Cái vậy lá nữa không? Cái này mình làm nước chấm cái lá chút ở nhà thơm lắm cả nhà. Bây giờ nhiêu đủ rồi mình đi tắm nha cả nhà. Xíu cả nhà cùng xem nướng mỡ hành với mình nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình nướng vậy mà cả nhà. Thơm quá cả nhà ơi. Mở miệng nè. Nồi này khói quá. Khi nào mà dẹm á, mở miệng cả nhà lấy nước ra, xong rồi cả nhà mở cái này ra nè. Xong rồi cái mình rứa mỡ hành lên. Nóng quá cả nhà. Ôi lên thịt nè. Ngon ghê. Uống ngu à. Ôi da. Nóng. Nóng quá, nóng quá. Mình rưới mỡ hành lên, nãy mình có làm tiếng mỡ hành vậy nè. Siêu cay. Cái mình rưới lên nha cả nhà. Con này nó mập quá mập à. Rưới mỡ hành lên cái nó thơm gì đâu á. Nghe cái mùi á là muốn ăn rồi đó. Mở miệng ra. Mấy xương đâu ta? Comment cho mình biết đang mình ra clip cho cả nhà xem nha.
thơm quá. Ừ, để tôi nghe thử là nhiều. Wow. Không, con hết đắt không? Con dẻm đắt không? Giờ mình ăn cả nhà. Và thành quả của mấy mẹ con nha. Đây nè. Mời cả nhà đến cùng ăn với hai mẹ con, ba mẹ con mình không nha. Cái mình để miếng nước chấm vô. Nước chấm nhìn ngon quá. Chấm nhìn giống cá ăn đi mẹ, tắt chấm. Con ăn đi. Mời cả nhà mắng mình nha. Ba ăn với chị đi. Ngon quá cả nhà, quá trời thơm rồi. Thơm, mỡ hành béo ngon. Ngon quá. Ăn đi gái. Mẹ nướng cho hai đứa ăn. Mẹ hy sinh về cho hai đứa. Này thịt hồi nãy mẹ cho mấy cục nướng luôn á nha. Đây là thịt nhà của mình nha. Sẵn đem ra có than nè, cái mình đem ra đây mình nướng luôn cho mấy đứa nó ăn luôn. Thương ăn thử thương, ăn đặng thấy nó ngon không? Cắm chưa? Cắm rồi đó. Ngon không? Cho một cái bình luận đây. Ngon không? Cảm thấy sao? Ngon. Wow, 10 điểm. Tự ăn tự khen. Mẹ chưa ăn mẹ chưa biết à. Con này nướng mỡ hạnh ăn đúng ngon cả nhà. Cái này nó ngọt như con hào rồi đó. Đúng rồi. Anh chị ngon. Anh chị mà có về quê á, về quê của em á là mấy đứa con em mò hết là nướng gì nè cho anh chị ăn nha. Ở quê mình chỉ có mấy con hến con dẹm vậy nè là nhóc chân. Tại nãy mò nước lớn quá cho nên nó hụt thử. Ngồi dính cùi xài được không rồi? Vì học mít nữa. Học mít cùi xài không anh chị ơi? Đặng quá. Tại mình gờ cái giò mình không có cảm giác, mình tưởng nó là con hến chứ giặt hồi cùi xài. Mẹ thử mà. Thôi mình mời anh chị nha, dùng với mình nha. Giờ mình chấm thức đây rồi mình cho một cái bình luận này như nó ngồi hút luôn, hút luôn. Hút luôn à? Hút luôn cái đó luôn. Ngon thiệt. Cay cay đúng không? Nước chấm mềm chua chua ngọt ngọt. Đúng kiểu thuốc khoái ăn cái này đúng ngon luôn. Vừa cay mà vừa thơm cái mùi lá chốc á. Vừa cái hậu ngọt của hến nữa. Ngon. Béo, béo quá mỡ béo, hành. Mỡ hành nữa. Tiêu có mùi tiêu nữa. Ngon số đó. 1, số 1. Cho một like. Ngon anh chị ơi. Mình ăn hào không được á, nhưng mà mình ăn con mềm. Ở quê anh chị mà có cái con này nè, anh chị sẽ nướng mỡ hành này ăn ngon lắm. Thấy không? Làm như mấy mẹ con em này gì nè. Là rất là ngon. Đợi nó mở miệng ra cái mình để mỡ hành vô. Thơm dữ lắm anh chị ơi. Để hành, để tiêu, để ớt vô. Rồi miếng dầu luôn nha. Đó đâu mình dưới gì nè đó. Rất là ngon. Đậu khối. Khối gái ơi, khối gì nè. Cả thịt chín hả gì đó. Thịt nó đen kìa nè. Thịt xương nó đen. Ăn đi xương. Đây. Thịt thơm quá. Nhờ mẹ cho mấy cục thịt, trời ơi trời. Sao mà lần nào cũng có cái vụ mà khác hết trơn á. Gọi là cái gì? Cái ơi, cái gì? Cà bóng đêm. Cà bóng đêm. Hôm bữa ở nhà nhớ mình nướng cá không? Nó cũng bị đen xì lì luôn. Hôm nay nướng gà nó cũng khác luôn. Giờ thịt cũng khác rồi kìa nhỏ ơi. Giờ nè. Lo ăn không à. Quá trời thơm rồi. Ăn một con rồi sẽ muốn ăn con thứ hai. Thịt nó cũng chín rồi nè. Thơm quá. Chín đâu mẹ thấy nó cũng khét rồi, chín hơn. Từ đâu nó chín cái chi? Chín rồi. Để nó đem phụ lụi để sớm ăn. Thịt ngon quá. Rất thơm không? Cả nhà ơi, giờ mình nướng cũng gần chín xong hết rồi. Bây giờ gia đình mình chuẩn bị ăn cơm cho cả nhà. Dùng cơm cả nhà ơi. Thì mình xin khép lại video cả nhà. Cả nhà muốn mình làm cái gì thì comment ở dưới đó. Rồi mình biết mình làm cho cả nhà xem cho cả nhà.
giờ mình xin tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Vô cái nút chạy ra, đừng nút chạy thẳng vô.